với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Nguyễn Triệu Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Tạ Thiên Hoa cùng một số diễn viên khác. Giám chế Từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Thùy Trang, Thanh Bình, Anh Luân, Bình Nguyên, Ngọc Thiện, Huệ Phụng. Kỹ thuật Lồng Tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thế Toàn. Bộ phim Gia Đình Vui Vẻ tập 135. Đi cẩn thận nha Miên Nương. Không biết tại sao hôm nay ta mệt quá. Hồng Miên à, đấm lưng cho ta đi. Dạ. Ngươi làm gì vậy? Nương nương kêu nô tỳ đeo dây chuyền cho nương nương. Ta kêu ngươi đấm lưng cho ta, đồ ngu. Hả? Nương nương nói gì? Không cần nữa. Dạ. Đứng lại, rót trà cho ta. Dạ. Hey, ngươi làm cái gì vậy? Nương nương kêu nô tỳ lấy rượu trực đã bôi cho nương nương. Ta kêu ngươi rót ly trà cho ta uống. Hả? Không cần nữa. Xin lỗi nha nương nương, tay của nô tỳ hơi bị điếc. À, ngươi trách lúc trước bổn cung đánh tay ngươi bị điếc hay sao? Dạ không dám, không dám, không dám. Ngươi qua đây, có phải là muốn đánh luôn bên này không? Dạ không phải. Nếu ta đánh đã chán rồi thì kéo ngươi ra ngoài chém đầu đi. Đừng mà nương nương, nô tỳ không dám. Ra ngoài lấy bánh vào đây. Dạ. Giống hệt như ông thần, đúng là bị nói làm tức muốn đau đầu mà. Nương nương. Ừ, để xuống đi. Dễ chịu không nương nương? Cũng được. Ủa, Hồng Miên, bánh đâu? Lô tỳ không phải Hồng Miên. Ngươi là ai? Lô tỳ là Khấu Châu. Nếu như nương nương thích cứ để sau này Khấu Châu hầu hạ nương nương đi. Khấu Châu, cái tên này rất là quen. Cung nữ trong cung đều lấy hoa làm tên. Thật ra ngươi là ai? À, trời ơi, trời đâu có cần mạnh tay như vậy đâu quý phi nương nương. Thì ra là Xa Xa quận chúa. Cô là Lá Ngọc Cành Vàng, sao lại cải trang thành cung nữ chứ? Bởi vì tôi đang diễn tuồng á. Tự nhiên diễn tuồng gì chứ? Cô có chỗ không biết nha. Đoàn kịch Khánh Tương Phùng nổi tiếng như cồn đến kinh thành biểu diễn. Kép chính của họ là Lượng Bảo Ca, không những giọng hát du dương êm ái, phong cách hoàn mỹ, ngoại hình tuấn tú vô cùng, nhìn thấy sẽ lập tức khiến cho cô thần hồn điên đảo. Tôi có thể diễn xuất chung với huynh ấy thì tốt biết mấy. Vậy cô muốn diễn vai gì? Chính là Khấu Châu. Khấu Châu hả? Ừ. Vậy chính là... Hay là vậy đi, cô cũng diễn một vai đi ha. Hả? Không cần đâu, bổn cung không có hứng thú. Không chơi thì thôi, nương nương. Cô trốn đi đâu? Cứu mạng đi. Rồi, bà lại mê trai rồi. Phải đó. Đánh cô, đánh cô. Chết nè, chết nè. Chết đi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đánh cái gì vậy? Đánh gió hả? Nô tài. Nô tài, nô tài cái gì mà nô tài? Đi chết đi, cách xa hai trượng đánh ta. Sao tao có thể bị người ta đánh đến ối máu ra được chứ? Tao giống như là chảy máu răng vậy đó. Ngươi không đóng hết mình làm sao mà tao diễn phải được? Trên cổ nô tài này, uổng công diễn xuất của quận chúa đặc sắc tuyệt đỉnh, không ai sánh bằng, không chút sơ hở. Đúng là quá lãng phí mà. Cô đúng là fan hâm mộ hảo tri âm của ta. À, trời, biểu diễn lúc nãy của quận chúa quá xuất sắc, đúng là khiến cho người ta nghe đau lòng thấy sơ lệ. Vậy sao? Lại dở đến nỗi người nghe đau lòng, khó coi đến nỗi người ta thấy rơi lệ. Quận chúa à, tuy kỹ thuật diễn của tôi không bằng cô, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn Từ An. À, thôi vậy đi, để tôi cùng cô diễn xong nữa tôi còn lại nha. Cô đúng là có phước, có thể cùng diễn với ta, đảm bảo kỹ thuật diễn của cô tiến bộ rất nhanh. Vậy thì bắt đầu đi, nhưng nếu tôi diễn không hay thì xin quận chúa đừng có trách tội nha. Trời ơi, sao ta lại trách cô chứ? Ta rất chuyên nghiệp, cứ việc yên tâm diễn đi. Nghe thấy rồi chứ? Ồ.
Cô hại tôi từ lớn thành nhỏ. Hôm nay tôi không dạy cô, tôi không làm Lâm Ngọc Lộ. Đừng mà. Ta phải đánh chết cô. Đánh chân tiểu nhân của cô. Đánh cho cô có vậy không thể mang. Đánh tay tiểu nhân của cô. Đánh cho cô thở không hơi. Đánh thân tiểu nhân của cô. Đánh cho cô biến thành chó. Đánh đó. Trời ơi phu nhân, đủ rồi. Thật ra cô không phải là diễn tuồng. Thì lúc nãy tôi có nói kỹ thuật diễn của tôi không được tốt mà. Cô thật sự là đang đánh người mà. Cô có ý đánh ta. Ta lôi cô ra ngoài chém. Đừng mà. Đánh trúng quần chúa thì sao? Lúc nãy quần chúa nói tôi diễn không tốt cũng không có trách tôi mà, có phải không? Phải đó. Tôi cũng có nghe thấy nữa. Chị Lộ, diễn xuất của chị quá tệ. Sau này phải cùng quần chúa tập luyện nhiều hơn để học hỏi. Có phải cô coi ta cô khờ không? Trần Lâm đâu có thể đánh khấu trâu như vậy. Trần Lâm khấu trâu? Quần chúa đang diễn tuồng gì vậy? Ông không biết tuồng này sao? Là Liên Miêu Quán Thái Tử đó. Trời ơi, quận chúa không nhớ sao? Quan thái tử là kỵ quý trong hoàng cung. Hoàng thượng mà biết sẽ long nhan phẫn nộ. Có phải người bị bệnh không? Dĩ nhiên là ta không quên. Ta quên sao có thể diễn được chứ? Phải nói sớm chứ. Uổng công ở đây tầm giờ tuần khác. Nè, có một con. Nói cho tôi nghe, cái gì là kỵ quý trong cung vậy? Phải đó. Sao hoàng thượng nghe thấy sẽ long nhan thịnh nộ? Phải đó. Phải có bí mật không thể nói với ai hay không? Nói nghe kìa coi. Gặp ma rồi, đó là vấn đề đó phu nhân. Nè, ôi, có gì không thể nói với ai, lại không thể nói với người ta. Biết sớm cứ đập một gậy lên đầu của bà, để bà biến thành ngớ ngẩn luôn. Trời, sao độc ác dữ vậy? Lỡ như hoàng thượng trách tội xuống cả nhà chúng ta sẽ tiêu tùng luôn đó. Có không phải là người bị hại, dĩ nhiên là không sao. Thôi, rồi. Thôi, đừng có cãi nữa. Anh nói có lạ hay không? Mới ra ngoài một lát trở lại thì không nhìn thấy cái bàn trà nữa ở đâu rồi. Có khi nào Hải Đường mang bàn trà đi không vậy? Trời, bàn trà đó cũng đã xài lâu rồi, cho nên đổi cái khác. Phải được, ăn trả lời trước đã. Được đó. Sao không có gì hết vậy? Mọi người ăn hết rồi hả? Đâu có. Không thể nào, lúc tụi em ra ngoài chứ còn nhìn thấy mà. Phải, chắc chắn là chị hai ăn rồi. Niên à, bức tranh này vẽ đẹp lắm đó. Khoan đã. Con nhớ rõ ràng con đã vẽ bức Vịnh Lê, tại sao lại trở thành bức Vịnh Mai vậy? Hả? Phải đó, mấy ngày đây tiếp thấy chàng vẽ mà. Không có sao đâu. Nè, ngồi xuống đây ăn lê đi. Ủa, lê đâu mất hết rồi? Mấy đứa ăn hết rồi hay sao? Nói vậy là không phải do mẹ ăn rồi. Phải vậy là ai? Phu nhân, chồng mặc qua hầm xong rồi. Chẳng lẽ Hải Đường hả? Trời ơi, sao chồng mặc qua lại biến thành gà ác vậy? Muốn chết sao? Con ta đem về rõ ràng là chồng mặc qua mà. Hải Đường à, cô làm việc sao vậy, lộn xộn hết trơn hả? Phải đó, thiệt tình. Ơi, thật ra cô bị sao vậy? Trời ơi, chẳng qua sai có một chút chuyện thôi, khóc lóc cái gì? Hải Đường hôm nay có bệnh không vậy? Phản ứng nhanh quá chưa gì đâu. Không phải, nô tì đang nhớ đến Lê Hoa đó. Hả? Lê Hoa gì? Lê Hoa chính là khung nữ đắc tội với Bách Hợp, bị dạng quý phi đưa tới Amnico gì đó. Cái gì đó, không có nhớ nổi. Người ta đến Amnico lâu rồi mà. Sao hả? Bây giờ mới nhớ đến cổ hả? Cổ vừa mới chết. Hả? Tại sao lại chết? Không biết. Cổ chết rất là đột ngột. Vậy thì lạ rồi. Có gì lạ đâu. Nếu đột nhiên bị bệnh nặng mà chết thì đâu có gì lạ. Không phải. Điều kỳ lạ nhất là hôm nay những đồ đạc đột nhiên biến mất, tất cả đều liên quan đến chữ Lê. Phải đó. Nói cũng phải. Chồn mặt qua, Lê qua, tranh Vịnh Lê, toàn bộ đều có chữ Lê. Còn Lê ở trên bàn và bộ bàn trà gỗ qua Lê nữa. Phải đó, bố công công nói Liên Miêu Quán Thái Tử ở trong cung là một kỵ quý, để hoàng thượng nghe được sẽ nổi cơn thịnh nộ đó. Vậy sao? Công chúa à, thật ra có chuyện gì vậy? Tôi không biết, có chuyện này sao? Ta không có nghe nói. Trời ơi, chẳng lẽ Liên Miêu Quán Thái Tử là thật hả? Không phải chứ, không phải là diễn tuồng. Phải đó, hoàng thượng còn chưa có thái tử, đi đâu mà tìm hồ ly để đổi? Có lẽ là lúc trước là có, nhưng mà sau đó thật sự bị Liên Miêu đổi đi rồi. Bây giờ con Liên Miêu đó đã ở đâu hả? Cậu biết rồi. Con Liên Miêu đó chính là công chúa. Trời ơi, đâu thể nào, em đừng có nói bậy mà. Công chúa đâu có đuôi. Không phải trong tuồng hát nói lúc trăng tròn cái đuôi sẽ lòi ra hay sao? Cương Thi à, con đó là con sói mà. Vậy hả? Mọi người đừng có nói bậy nữa. Con ngày ngày sống bên cạnh công chúa, sao cổ có thể là Liên Miêu hay là người sói được chứ? Vậy đi, hay là kiểm tra thử. Được. Nè, mấy đứa kiểm tra nhưng tuyệt đối đừng nói kết quả với mẹ nha. Mẹ sao vậy? Nếu như là kỵ quý lại không ai biết, có nghĩa là người biết sẽ bị chết thôi. Đừng có hại mẹ nữa. Vậy không biết vẫn tốt hơn. Bây giờ những thứ dính phải chữ Lê đều chết. Đụng phải trái Lê thì chỉ hả? Sao gì vậy hả? Sao rồi quốc sư? Tà qua tinh thế nào rồi? Nương nương à, vẫn chưa tìm được. Mau tìm nó đi, nhất tiện bắn xuống kết thúc mọi chuyện. Nương nương, quốc của gia.
Không phải ta kêu ngươi ở khung từng kỳ giám sát ở đó sao? Có báo cáo đặc biệt gì mới ra ngoài mà. Phải, nhưng mà nếu là phải còn chạy ra đây làm cái gì? Lúc nãy hoàng thượng đã đến cung tường kỳ với Bảo Phi, hoàng thượng còn nói với nô tỳ, ngươi đừng có qua đây cản trở vậy đó. Cái đầu ngu này đâu cần nói không xấu một chữ chứ, có phải ngươi muốn nương nương tức chết không? À, tìm thấy rồi. Nè, ngôi sao mờ nhạt đó chính là Tà Hoa Tinh. À, tốt quá, xem ra nó sắp biến mất rồi, ngôi sao phát sáng bên cạnh chắc chắn là bổn cung. À, không phải, ngôi sao đó là Kim Tinh. À, có lẽ là do mắt nương nương nhìn lâu quá rồi nên chói thôi. Vậy bổn cung đang ở đâu? Hả? Đêm nay không nhìn thấy. Không phải rớt xuống rồi chứ? Không phải, là bị dần sáng của Tà Hoa Tinh che mất rồi. Tà Hoa Tinh? Tối như vậy ở đâu ra dần sáng? Cô biết cái gì chứ? Tục ngữ có câu sau này tối còn sao khác tối hơn mà. Trời ơi, vậy ngôi sao sáng nhất là gì? Hả? Chính là hoàng thượng. Ê, ngôi sao bên cạnh hoàng thượng còn sáng hơn Tà Hoa Tinh là ngôi sao gì? Là Tử Tự Tinh. Hả? Có nghĩa là hoàng thượng năm nay sẽ có hoàng tử. Hả? Sinh với ai? Sinh vào lúc nào? Tiếp theo đó chính là mùng 4, 12 và 18 đều là những ngày dễ mang long thai nhất. Vậy là nguy rồi, toàn là ngày chẳng không à. Như vậy bắt lời cho nương nương rồi. Về phương diện này tôi không thể nào khống chế được. Trời ơi đại ca, huynh nhất định phải nghĩ cách. Nếu như không nghĩ ra cách thì sau này chúng ta không thể cất đầu làm người nổi. Một là đừng để hoàng thượng gặp Bảo Phi, còn không làm bị thương phần lưng của hoàng thượng, còn không nữa đánh Bảo thì bị liệt nửa người, lúc cần giết thì cứ giết cổ luôn. Hả đại ca, không phải huynh chứ? Huynh vẫn chưa nói xong mà. Huynh nói những cách này đều không được. Vậy huynh nói những cách khác nghe thử đi. Những cách có thể làm được tạm thời chưa nghĩ ra. Muội mặc kệ, chuyện này huynh phải giải quyết cho muội. Tóm lại những ngày quan trọng đó hoàng thượng nhất định không thể bên cạnh Bảo Phi. Biết rồi. Làm hoàng thượng bị thương sẽ liên lụy tới muội muội, phải âm thầm chơi Bảo Phi khiến cho cổ chống chân lên trời luôn. Đạp vào chú trước. Kế đó là lưu ly châu, cộng thêm dầu không thể trơn hơn trong bình này, đổ đầy dưới đất còn không làm cho cổ té dập mặt hay sao, đầu quay mòng mòng luôn. Bảo Phi nương nương, gió lớn quá có cần lấy áo khoác không? Có tuồng có rồi. Không cần đâu, không cần thật sao? Thật sự không cần. Hay quá, động tác hoàn toàn chính xác, không sai sót chút nào, đủ điểm. Nương nương à, có thể dạy nô tỳ không? Được rồi. Dưới đất chân như vậy mà không bị té hay sao chứ? Để coi. Bánh này bất cứ giá nào cũng phải cho Bảo Phi ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Nương nương, mấy cái bánh này rất mới, còn nóng đó, ăn đi. Được. Bảo Phi nương nương. Bảo Phi nương nương. Sao đến thăm tôi tối quá vậy? Biết một mình nương nương ở đây chắc chắn là rất buồn. Có mấy người chúng tôi ở cạnh lắm lời nhiều chuyện, sao nương nương có thể vui vẻ được? Bánh này còn rất mới đó. Chỉ nhìn là biết rồi đó. Ăn đi. Mấy cái bánh này dành đi cho nương nương đó. Nương nương kêu chúng tôi ăn có nghe không hả? Mở, ăn đi mở, ăn đi. Ăn đi. Ngon quá. Nương nương à, người cũng ăn đi. Được, được. Nè. Hả? Trời ơi, sao móng tay của nương nương bị gãy vậy? Phải rồi, nó gãy hồi nào vậy ta? Bình thường nương nương không có làm việc nặng vô duyên chưa cớ gãy móng tay. Nương nương không chăm sóc móng tay hay sao? Không có. Không có hả? Hoàng thượng tặng rất nhiều son phấn cho nương nương mà. Phải đó. Tôi không có dùng. Như vậy mà không dùng đáng tiếc thiệt. Lấy ra đây để coi. Mọi người coi thử có thứ gì dùng hợp hay không. Được đó. Bích Hợp à, người đi lấy tất cả son phấn trên bàn ra đây đi. Dạ. Mau đi nha Bích Hợp. Tôi ăn thêm một miếng nha. Quá đi. Nếu là tôi đã cắt lưỡi cổ từ lâu rồi, không cho cổ nói chuyện. Tốt nhất quỷ dùng của cổ mắt còn thấy sẽ sạch hơn. Mặt nát bét vậy đáng sợ lắm. Nói sao cũng tốt hơn là dung mạo bây giờ. Khoan đã nương nương, cô quên chúng tôi nhắc nhở cô gì sao? Sau này Bách Hợp kêu cô đi đông, cô cứ đi tây, kêu cô lên núi, cô cứ xuống biển. Phải đó, cổ kêu cô làm cái gì đó, cô cứ làm ngược lại. Lúc nãy cổ kêu cô ăn thì cô đừng có ăn. Phải đó,
Càng kêu chúng tôi đừng ăn, chúng tôi càng phải ăn. Ăn cho hết. Đúng rồi, nuôi miếng này cũng mở mà. Sao vậy? Nè, làm gì? Cũng may tôi còn một miếng. Nương nương. Dạ, à, cho con miếng à. Ngon lắm không? Cắn thêm miếng đi. Ừ, không được. Ngon thiệt đó. Mọi người sao vậy? Thật ra ăn phải thứ gì mình ra nông nổi này. Ăn bánh của nương nương. Không thể nào. Bảo Phi đâu có sao đâu. Dĩ nhiên là cổ không sao rồi. Cổ có ăn miếng nào đâu. Cao phu nhân cũng không sao mà. Ai nói chứ. Hả? Ra rồi kìa. Tôi đi tới lần thứ 9 rồi đó. Mà đỡ hơn con một chút, ít hơn 2 lần đô. Nói sao tôi cũng không hiểu. Bách hợp không thể tự nhiên bỏ thuốc sổ hại tôi. Tôi thấy cổ muốn hại chúng ta mới phải đó. Nếu cổ muốn hại chúng ta thì trực tiếp lấy cho chúng ta ăn rồi. Chắc chắn là cổ biết sách lược của chúng ta. Phải rồi đó. Cổ cứ kêu chúng ta đừng có ăn, lại kêu bỏ Phi ăn đi. Thật ra là muốn chúng ta ăn hết đó. Không nham hiểm vậy chứ. Bảo Phi à, lần này là chúng tôi cứu nương nương đó. Nhưng chuyện này chưa chắc phức tạp như mọi người nói. Nè, mọi người ngoài ăn bánh của tôi ra có lẽ còn ăn thứ khác. Phải đó. Nhưng mà mẹ và người nhà họ Kim lại không sao chứ. Chúng ta tới tìm hoàng thượng cáo trạng phán cho ả Bách Hợp đó có tội đi. Phải đó, mấy cái bánh đó chính là chứng cứ. Bánh đã bị mọi người ăn hết rồi. Trời ơi, vậy thì không thể trả thù. Nguy rồi, đi đến nỗi cả người tôi rã rời còn bị quan quan chê nữa. Hỷ hỷ vừa thấy tôi đã khóc hòa lên rồi. Tại sao vậy? Chắc chắn là hai người suốt ngày ra vào nhà xí túi muốn chết luôn, cho nên quan quan hỷ hỷ cũng sợ hai người luôn. Trẻ còn không phân biệt đối xử vậy đâu. Mà biết rồi, quan quan hỷ hỷ sợ hai đứa truyền nhiễm cho chúng. Mợ à, tiêu chảy đâu có thể nào truyền nhiễm được. Nè, hai đứa làm cái gì vậy hả? Quang Quang hỉ hỉ bị trái rạ, hai đứa cũng không biết. Bị trái rạ? Trời ơi. Lúc nhỏ bị trái rạ không phải càng tốt hơn sao? Không bị đau đớn, dù sao trong đời chỉ có bị một lần thôi. Vậy sao? Tôi không có bị. Hả? Trời ơi, vậy nương nương phải tránh mặt. Lỡ lây cho nương nương thì không có hay đâu. Hải Đường à, nhớ chăm sóc cho đại tiểu thiếu gia cẩn thận, đừng để chúng ra gió đó. Dạ. Nè, tất cả mọi người về thì dùng lấy chậu nước thuốc này đem rửa tay rồi rửa mặt. Nếu không lại cho các cung nữ thì nguy hiểm lắm mà. Nhớ đó nghe chưa? Ê, Hạ Huệ tỷ, chỗ tỷ còn giường không? Chúng tôi muốn dọn đến chỗ của tỷ để ngủ đó. Phải đó, nếu không ngủ dưới đất cũng được. Hoặc là có cung nữ nào đã bị trái rạ, chúng tôi có thể đổi phòng với cổ. Ai muốn đổi phòng? Có hỏi qua tôi chưa? Bách Hợp tỷ. Bách Hợp tỷ. Bách Hợp tỷ, Hải Đường bị trái rạ rồi. Ừ, trời ơi, đã nói không phải là tôi, là bên cung gia nhân, đại tiểu thiếu gia đã bị trái rạ rồi. Tỷ cũng biết đó, muội chưa bị nên sợ lây bệnh. Đâu có dễ dàng như vậy, chưa bị thì bị một lần đi. Bách Hợp, chắc chắn là cô đã bị rồi. Phải đó, người nào cũng sẽ bị mà, Quý Phi nương nương cũng đã bị rồi. À, nhưng mà Bảo Phi chưa từng bị trái rạ đó. À, Bách Hợp tỷ, muội khuyên tỷ nên cẩn thận, nếu như không lây tới lây lui sẽ lây cho nương nương. Bảo Phi chưa từng bị sao? Trời ơi, hai bé đừng có gãi lung tung, nếu lỡ như để lại thẹo thì không có đẹp đâu đó. Nè, Quang Quang hỉ hỉ, sao rồi? Phu nhân à, hai bé cứ gãi vào mặt của mình vậy sao? May mà mẹ suối, may băng tay cho nè, con nè, nè, mang vô đi. Đây. Nè con, trời ơi, lại nữa hả? Bây giờ con mang nó vào, đảm bảo sẽ không gãi nát mặt đâu. Nè, Hải Đường, bọn ta đã hẹn mở lát nữa phải chơi mã điếu. Bây giờ phải nhờ cô chăm sóc cho hai đứa nhỏ rồi. Còn nữa, hai bé không thể ra gió, cửa và cửa sổ tuyệt đối không được mở ra đó. Nè, tôi thông minh nhất, nhờ vấn đề về thời gian tôi đã cắt sẵn cái này rồi nè. Tờ giấy dán cửa lớn và cửa sổ không để gió thổi trúng hai bé rồi đó. Tốt quá à. Nè, bọn ta đã hẹn với mợ. Hãy đừng à, cô coi chừng hai bé nha. Mắt tuyệt đối không được rời khỏi chúng. Coi chừng kỹ một chút đó. Còn cái này nè, mang qua đó. Ngồi xuống đi. Được rồi. Đi thôi. Nè, lát nữa Bảo Phi đi ngang qua đây á, nhìn thấy hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ giả tốt bụng đưa chúng về cung gia nhân. Từ chỗ này đưa đến cung gia nhân chắc chắn sẽ trúng chiêu. Nè, khoan đã. Ý, tới rồi. Còn cần ngươi nói hay sao chứ? Hả?
Khóc đi, khóc khóc. Nhéo nó, nhéo nó cho khóc. Trời, nó tỉnh bơ. Đứa này khóc rồi nè, khóc lớn chút đi mà. Khóc khóc khóc, khóc đi. Đi mất tiêu rồi. Bảo Phi nương nương không có phản ứng. Ê, người đúng là vô dụng mà khóc nhỏ xíu à. Ta dùng một đau tiếng người luôn. Thì đó. Vậy hả? Ướt rồi. Vậy hả? Cởi, phải cởi ra thôi. Ê, Lăng Công Công, hai cái này xử lý làm sao đây hả? Bây giờ tụi nó hết khóc rồi, mặc vào cho tụi nó là xong ngay. Người có đầu óc không vậy, mặc vào tụi nó lại khóc, bị người ta phát hiện tính sao? Vậy thì bỏ nó đi. Ê. Nè, hay là thôi đi, phải quy về chứng cứ. Nô tài cũng nghĩ vậy. Đem về phòng đốt đi. Ủa, hai đứa nhỏ đâu rồi? Trời ơi, chia nhau ra tìm đi, mau lên. Nhanh lên. Nè, ta dẫn hai con đi bơi được không? Bảo Phi nương nương thật sự đa tạ nương nương. Sao nương nương tìm được Quan Quan hỷ hỷ của chúng tôi vậy? Chúng ở trong hoa viên, tôi thấy hai đứa nhỏ chạy tới chạy lui không ai chăm sóc. Sao lại tới hoa viên xa vậy chứ, thiệt tình à? Cũng tại cô hết hãy được, cô phụ trách chăm sóc cho Quan Quan hỷ hỷ mà. Nô thì cũng không biết tại sao nữa, mới người thì đã ngất xỉu. Sau khi nô thì tỉnh lại, không thấy hai vị tiểu thiếu gia đâu. Phải đó, không biết tại sao mới ngồi thì ngất xỉu hả? Rõ ràng là cô làm biến ngủ gật thôi. Tôi biết rồi, chắc chắn là Quan Quan hỷ hỷ dùng thuốc mê làm Hải Đường ngất xỉu, sau đó hai đứa tự trốn ra ngoài để chơi. Nhưng mà Quan Quan hỷ hỷ rất ngoan, tại sao lại chạy lung tung khắp nơi trong lúc bị trái rạ được chứ? Có khi nào có người muốn trộm Quan Quan hỷ hỷ hay không vậy? Phải đó, trong cung có rất nhiều người trộm công ích, trộm để làm thịt người quay á. Vậy sao? Nè, trộm để làm gì? Bắt cóc cũng không thể mạo hiểm như vậy. Kinh thành rất nhiều người giàu có, trong nhà cũng có con nít mà. Nếu mà có người muốn bắt cóc Quan Quan hỷ hỷ, sao để chúng chạy trong hoa viên làm gì chứ, đúng không? Quan Quan hỷ hỷ nhỏ như vậy chẳng biết tự mình biết trốn thoát hay sao? Đúng vậy, hai đứa đó nhỏ như vậy sao có thể đi tới đi lui đến hoa viên được chứ. Nói tóm lại, hai người làm mẹ sau này nhớ coi kỹ con của mình đó. Tôi có mà Bảo Phi nương nương, bình thường tôi cũng kêu hỷ hỷ đừng có chạy lung tung, nó rất biết nghe lời đó. Tôi có dạy Quan Quan. Quan Quan nhà tôi tuyệt đối không thể tùy tiện đi theo người ta đâu. Tôi nghĩ chắc chắn có thứ gì đó rất hấp dẫn mới có thể dụ hỷ hỷ đi ra ngoài. Ý của cô là Quan Quan của tôi dụ hỷ hỷ của cô đi ra hả? Cô không cần nhạy cảm quá. Trời, điều này cũng có khả năng lắm nha. Cái gì? Hỷ hỷ của cô dụ Quan Quan của tôi đi không được sao? Hỷ hỷ của tôi xưa nay rất ngoan nghịch ngợm, cô không thấy thôi. Nè, cô đừng có nói xấu hỷ hỷ của tôi. Cô nói xấu Quan Quan trước nha. Cô còn dám nói. Cô nói thì sao? Cô nói thì sao hả? Tham kiến hoàng thượng. Bảo Phi thế nào? Hoàng thượng. Không cần phải ngồi dậy. Thấy không khỏe đừng có xuống giường. Đã gọi thái y chưa? Đã đến rồi. Bảo Phi à, nàng cảm thấy chỗ nào không khỏe? Thiếp cảm thấy có hơi nhức đầu. Nè, để trẫm coi thử. Thật sao hoàng thượng thật sự bị ả làm hết hồn hả? Không chỉ vậy, hoàng thượng còn thở dốc, lớn tiếng kêu cứu mạng, thì về bên ngoài đều xông vào trong, tưởng là có thích khác. Hoàng thượng mất hứng như vậy, đêm nay nhất định sẽ bãi giá đến cung Đông Âm. Hôm nay là ngày cầu long chủng ngàn năm khó gặp, còn không bị ta chiếm lấy. Nè, cũng nhờ đại ca có bản lĩnh, biết lợi dụng hai đứa nhỏ của cung gia nhân, hại ả giang phi đó bị trái lạ. Chỉ cần lần này cầu được long chủng địa vị của huynh muội của chúng ta sẽ vững như Thái Sơn luôn à. Vì kế hoạch kinh thiên động địa lần này chúng ta đã hy sinh rất là lớn. Phải, làm rất tốt. Nhưng mà hai vị có thể đứng xa một chút được không? Sợ cái gì, lúc nhỏ muội cũng bị trái lạ mà, không thể lây cho muội đâu. Đúng vậy, nhưng bộ mặt của hai vị thật sự khiến người ta hết hồn. Vì để tránh làm cho mọi người bất an, hai vị quay đầu qua bên kia thì tốt hơn. Quý phi nương nương, hoàng thượng tới rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thật sự tới rồi. Hai người còn không mau đi đi, làm hoàng thượng sợ sẽ uổng hết công lao đó. Đi. Quốc cửu già, bên này. Nó tiệt cấu luôn. Mang rượu thịt vào. Hoàng thượng gia đâu? Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Ủa, hôm nay là ngày chẵn, hoàng thượng nên ở lại cung từng kỳ mới phải chứ. Lẽ ra là vậy, nhưng Bảo Phi bị trái rạ khiến trẫm mất hết nhà hưng.
Trời ơi, thiếp nghe nói trái rạ rất là dễ lây, phải hơn nửa tháng không được ra khỏi cửa đó. Hay vậy đi hoàng thượng, thiếp sẽ cho thái y đến bắt mạch cho muội muội. Không cần đâu, trẫm đã truyền thái y đến cung Tường Kỳ rồi. Nếu như vậy thần thiếp may một đôi bao tay cho muội muội để tránh lúc cổ bị ngứa gãi trầy mặt để lại sẹo đó. Ai phi, nàng và Bảo phi tỷ muội tình thâm, trẫm thật sự cảm thấy an ủi. Hầu hạ hoàng thượng là chức trách của thần thiếp chỉ làm hết bổn phận thôi. Hoàng thượng à, cảnh đêm hôm qua quá đẹp, thần thiếp có thể chuẩn bị rượu thịt hay thần thiếp hâm rượu cá cho hoàng thượng nha, để hoàng thượng giải sầu. Được đó, nếu ai phi chu đáo như vậy, chẳng quyết định đêm nay ở lại đây. Tạ hoàng thượng, thần thiếp rót rượu cho người. Được được. Ủa, hoàng thượng, người cảm thấy ngứa hả? Không hiểu tại sao chậm ngứa từ da tới tận xương luôn vậy. Để thần thiếp gãi cho hoàng thượng nha. Ôi trời, cổ của hoàng thượng nổi rất nhiều đốt. Hả? Đốt hả? Ê trời, chắc chắn lúc nãy ta bị Bảo phi lây rồi. Hả? Vậy không được, vì để tránh lây cho ai phi, thôi để trẫm về cung ôm gối ngủ một mình cho xong. Người đừng sợ hoàng thượng à, lúc nhỏ thần thiếp đã bị trái rạ, không thể lây cho thiếp được. Tuy là nói vậy, làm mất nhã hứng của ai phi, trẫm thật sự không muốn. Trời ơi hoàng thượng à, vậy không phải đêm nay người rất cô đơn sao? Cô đơn? Cô đơn? À phải rồi, trẫm cô đơn, Bảo phi cũng cô đơn. Bây giờ trẫm lập tức trở về cung Tường Kỳ, cùng Bảo phi hai người cô đơn với nhau, nói không chừng lại có thú vui khác. Hoàng thượng à. Hả? Trẫm vẫn có chút không nỡ. Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý hả? Trẫm thật sự không nỡ, không nỡ xa rượu thịt thịnh soạn như vậy. Ái phi à, lập tức dặn hạ nhân bưng qua cung Tường Kỳ cho trẫm ăn đi. Tất cả ma khóc ma dữ đứng qua một bên, đừng quấy rầy con trai của tôi. Ma khóc đêm, ma khóc nhẹ, làm ơn đừng có làm phiền con trai tôi khóc bám theo con trai tôi. Hả? Trời, cái gì vậy? Một cầu con trai, hai cầu con gái, ba cầu hai trai ba gái. Đánh cái chân tiểu nhân của người nè, đánh cho người có quần cũng không mặc được nè. Nè, hai người làm cái gì vậy? Kêu họ đến giúp cùng đuổi ma khóc đêm. Một người thì ở đây đánh tiểu nhân, người kia thì cầu con. Hai người có bệnh hả? Có hai chị ở đây ồn ào không dứt, ma quỷ gì của mình hai chị được chạy hết trơn rồi. Dù sao cũng dư thừa, tụi mợ lương tiện nó đánh tiểu nhân mà cầu sinh con. Đâu ai cầu một lần mà nhiều điều như vậy. Hả? Lén lút quá vậy. Qua coi thử đi. Đi. Nè. Bốn chị phu nhân. Cô đang làm gì vậy? Không có. Không có. Rõ ràng thấy cô đang chôn đồ còn nói là không có. Nè, cô đừng có nhiều chuyện nữa. Cái gì vậy? Nè, là cái gì vậy? Roi ngựa. Sao cô lại chôn roi ngựa? Nếu phải nói ra thì dài dòng lắm. Nè, làm vậy thì cô nói ngắn gọn một chút vậy đi. Vậy đó. Cũng tại quận chúa thôi, không biết nổi cơn điên gì, hát tuồng gì đó, ngày nào cũng bắt nô tỳ tập tuồng. Hôm nay còn diễn tuồng Mộng Quế Anh thống soái. Vậy roi ngựa có quan hệ gì? Phải đó, quận chúa bắt nô tỳ làm ngựa, đánh nô tỳ. Vì vậy nô tỳ phải giấu roi ngựa đi. Trời ơi, tội nghiệp cô quá. Cô yên tâm đi, bọn ta không nói với quận chúa đâu hả? Đa tạ các vị phu nhân. À phải rồi, cái chị ra ngoài bái thần sao? Trời ơi, con nói cô cũng không hiểu đâu. Cũng là chuyện hôm trước Quang Quang và Hỷ Hỷ bị nổi trái rạ đó. Hôm trước hình như nô tỳ nhìn thấy một hắc y nhân ẩm Quang Quang và Hỷ Hỷ. Hắc y nhân? Phải đó, ngày đó nô tỳ bị quận chúa bắt tập tù. Quận chúa thì dung đuôi tóc, còn nô tỳ thì xoay vòng vòng. Không được rồi. Không phải người chứ? Chuyện quan ức tài trời. Ta không quất tóc dài trong cái thì làm sao mà bày tỏ bản thân mình có quan tình được. Nếu như ta không bày tỏ được quan tình đó, người đó cứ ra pháp trường cảm nhận thử coi cái gì gọi là quan tình. Đừng vậy chắc mà. Chàng 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 chàng. Dạ được. Chàng 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 chàng. Nè, sao ngươi không có chàng chàng nữa? Chàng chàng đi. Dừng lại đi. Lúc đó nô tỳ phải tiếp tục xoay, vì vậy không thể đi theo. Nói như vậy là Quang Quang Dĩ Hỉ bị người ta cố ý bắt đi. Hắc y nhân có thể là ai chứ? Có thể lén la lén lút ở hoàng cung. Người này chắc chắn vừa nham hiểm vừa độc ác. Là con. Đúng rồi, chính là ổng. Mấy ngày trước ổng cũng bị nổi trái rã, chắc chắn là đụng vào Quang Quang Hỉ Hỉ.
Ông ẵm hai đứa nhỏ để làm gì vậy ta? Chắc chắn là có âm mưu, chắc chắn có người sai khiến ổng. Trong cung còn có một tên xấu xa đang nổi trái rạ nữa. Giang Quốc Cửu. Tức chết đi được mà, sao trái rạ còn chưa lặn nữa chứ? Ừ, không có gấp được đâu. Quốc Cửu gia, hay là học nô tài đi, đeo khăn che mặt. Nô tài cũng đã chuẩn bị sẵn một cái cho ông rồi, rất hợp với da của ông đó. Trả lời ngựa cút ra đi. Ơi, ngựa thì phải gãi đi. Không được gãi, nếu không sẽ khiến gương mặt tuấn tú của Quốc Cửu gia để lại những dấu ấn khó phai. Ơi trời ơi, buồn chết đi được, cả mở cửa ra. Không được tra gió. Không được uống trà, vì trà có màu. Ngựa không được gãi, gió không được ra, trà cũng không được uống. Ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng như vậy. Trời ơi, có khác gì bị nhốt ở trong thiên lao. Phiền chết đi được mà. Đừng có như vậy mà, có nô tài bên cạnh ông giải sầu cho ông. Ngày tháng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cút đi. Ta cho ngươi biết, bây giờ ta đang nổi giận, ngươi còn chọc ta, ta giết ngươi luôn á. Cùng lắm là vậy, nô tài sẽ kêu người tới Vạn Hoa lâu lén chuyển vài cô nương vào cung để cho Quốc Cửu gia giải sầu hạ quả vậy. Người có đầu óc không vậy? Lén chuyển cô nương vào cung, lỡ bị phát hiện nói ta dâm loạn ở trong cung, không phải càng nguy to hơn hay sao? Vậy cũng không được, kia cũng không được, phải làm sao đây? Nhưng mà nước cạn không thể nào nhốt được vào lòng. Với đầu óc lanh lợi của ta, ta đã nghĩ ra một phương pháp đi tìm cô nương đó rồi. Đó là cách gì vậy? Kiếm kiệu lớn 4 người từ phòng của ta khiêng thẳng ra khỏi cung, chuyển trực tiếp khiêng tới Vạn Hoa lầu, sau đó lên trên phòng luôn. Không có dừng làm sao mà có gió. Chuyện gì cũng không làm khó được Vạn Quốc Cửu này. Ê, sao dừng lại vậy? Có phải tới Vạn Hoa lầu rồi không? Lên phòng rồi. Ê, trời trời, tiếng gì? Trời ơi. Có chuyện gì? Các người làm gì vậy? Muốn ông ra gió đó. Dừng lại. Trời ơi, các người đúng là độc ác mà. Nó là biết đang nổi trái cả, còn bắt ta ra gió nữa. Đừng dừng lại. Nói tàn độc cũng đâu có bằng ông. Bắt quan của tôi, còn hỉ hỉ của tôi nữa. Thật ra có ý đồ gì? Hôm nay ông không nói rõ ràng thì đừng có hồng đi. Không biết các người đã nói cái gì nữa. Ta không hề đâu nói với các người. Nè, Quốc gia, ông ở đây thì tốt quá. Ngày trước tôi tính toán ngày hoàng thượng truyền giống, thì ra đã tính sai rồi. Đừng có nói đây, qua bên kia. Đi theo. Quốc Cửu gia, cũng tại tôi nhất thời sơ suất, quên năm nay là năm nhuận. Vì vậy ông không cần uổng phí công sức ngăn cản hoàng thượng tới cung Tường Kỳ. Là có ý gì? Nói tóm lại một câu thôi, hôm trước cho dù hoàng thượng có ở lại cung Đông Âm, nương nương cũng không thể nào có long chủng được. Quốc sư à, ông Di thần chỉ muốn nói có bấy nhiêu thôi, nên xin cáo từ. Ê, ông đừng có đi. Khốn kiếp Vạn Quốc Cửu, ông muốn lợi dụng quan hỷ hỷ để Bảo Phi cũng bị trái rạ, có phải không? Nếu hoàng thượng không thể tiếp cận Bảo Phi, đành đến chỗ của muội muội ông. Muốn cầu long hỷ sao? Muốn cầu được con trai hả? Đê tiện. Phải ạ, mình thì sao? Chúng tôi đi tâu với hoàng thượng, ông còn dám hống hách nữa hay không? Cô cứ đi bắt chậm, bắt chậm phải bắt tận tay chứ. Các người có chứng cứ hay sao? Trái rạ trên mặt ông chính là chứng cứ tốt nhất. Phải đó. Bây giờ các hoàng thượng cũng bị trái rạ, ta có thể nói hoàng thượng đã lây cho ta vậy. Huống chi ta thân là Quốc Cửu gia, dưới một người trên cả vạn người. Ta chính là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, mũi mũi của ta là ái phi của hoàng thượng. Cho dù đồn tới tay của hoàng thượng, cô nói hoàng thượng sẽ tin ai? Tục ngữ nói làm việc làm cho tốt, đâu sợ cái người đồn. Cho dù có đồn ra ngoài, cũng coi như hắn ăn nói bậy bạ. Muốn đấu với ta hả? Ông thấy được thì dừng tay đi. Sớm muộn ông cũng bị người ta lột mặt nạ. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Thắng lợi cuối cùng đã thuộc về ta rồi. Trời ơi quá. Bái thập. Quý phi nương nương. Hoàng thượng ở chỗ người phụ nữ đó đã mấy ngày, thật ra thế nào hả? Chỉ hai chữ: chướng mắt. Hoàng thượng đêm nào cũng ở cạnh Bảo Phi nương nương, giống hệt như là một đôi sam, một bước không rời. Tức chết mà, không ngờ từ khéo thanh dụng lợi cho ả. Nương nương, bây giờ nương nương vào trong quấy rối họ cũng vô ích thôi. Đừng có khờ nữa, ta đến để lấy điểm. Hoàng thượng đang nghỉ ở chỗ cũ, ta không qua bày tỏ sự quan tâm không phải nhỏ mọn hay sao? Đúng. Quý phi nương nương đến. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Tham kiến quý phi nương nương. Mọi người không cần đa lễ. Tỷ tỷ mời ngồi tự nhiên.
Ta biết muội và hoàng thượng bị trái rạ, cho nên cô ý mang nước nóng làm ẩm đến cho hai người dùng. Ai phi nàng đúng là chu đáo. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Đều là người nhà, đâu cần phải nói lời đa tạ. Mặt của hai người. Đây chính là thuốc cao của thái y, trị trái rạ rất công hiệu. Mấy ngày nay trẫm bôi cho bảo bảo, ha, bảo bảo lại bôi cho trẫm, nàng coi đỡ rất nhanh ha. Mỗi mũi được hoàng thượng quan tâm đúng là khỏi rất nhanh. Chỉ đáng tiếc nốt lớn nhất trên mũi của bảo bảo vẫn chưa có tan. Để ta coi. Trời ơi, thật sự rất lớn đó. Không đáng là gì mà. Không thể nói vậy được. Thái y nói nếu xử lý không thỏa đáng sẽ để lại sẹo. Nàng nghĩ đi, quốc sắc thiên hương, nếu như mà để lại sẹo thì đáng tiếc quá. Cho nên trẫm quyết định mấy ngày nay sẽ ở lại đây, chờ cho Bảo Phi khỏi hẳn, trẫm sẽ hồi cung sau. Hoàng thượng người lo nghĩ cho thần thiếp quá. Nè nè, để trẫm bối thêm cho nàng. Dạ được. Còn được sủng ái, không cho cô chết không được. Ôi trời, hoàng thượng người cũng mệt rồi, hay là để thiếp bôi cho. Hiếm khi ái phi quan tâm như vậy. Được, cứ để nàng bôi. Hả? Để tỷ tỷ bôi giùm muội nha. Hay là không cần đâu. Để nô tỳ giữ bảo phi nương nương, để quý phi nương nương bôi cho đẹp một chút nha. Không cần đâu hoàng thượng. Ái phi cũng là có ý tốt, để ái phi bôi cho nàng. Lần này cô tiêu rồi, ta sẽ khều rách trái rạ của cô để lại sẹo, coi hoàng thượng còn thích cô hay không. Mùi mùi, để ta bôi cho. Ái phi à, nàng có bị thương không vậy? Thần thiếp không sao. Như vậy mà nói không sao à? Ta làm sao? Tú bà, sắp xếp cho ta, ta muốn bao hết luôn. Xin lỗi hai vị đại gia. Tú bà, bà dở trò gì vậy? Bà. Ông tưởng tôi không muốn làm ăn sao? Không có cô nương, tôi cũng hết cách. Ai là có bản lĩnh bao hết tất cả các cô nương? Phải đó, bổn đại gia có rất nhiều ngân lượng. Vấn đề là các cô nương có tìm cũng phải tìm hắn. Ai mà lợi hại vậy? Cô nương cũng phải bám theo hắn chứ. Chính là Lượng Bảo Ca. Lượng Bảo Ca, kép chính của đoàn hát. Hôm nay hắn diễn tuồng tất cả các cô nương y như điên lên vậy đó. Bỏ chuyện làm ăn không làm tôi cũng hết cách. Không phải chứ. Trời, không nói nhiều với ông nữa, tôi cũng đã mua vé. Hai vị à, bữa khác hãy đến ha. Ê nè bà. Lượng Bảo Ca. Tránh ra. Tránh ra. Chà, đúng là náo nhiệt ha. Trời quốc chủ gia, quận chúa và cáo mời phu nhân cũng tới nữa kìa. Chê, vô vị quá. Hay quá, Lượng Bảo Ca ra rồi kìa. Dương quốc cửu, Dương quý phi, hai huynh đệ ngươi kết bè kéo đảng, mê hoặc hoàng thượng. Lý Bạch này coi không được, phải mắng chửi hai ngươi. Hay lắm. Kết bè kéo đảng, mê hoặc hoàng thượng, rất giống ta và muội của ta. Lý Bạch, vậy thì đã sao? Ta bỗng tấu hoàng thượng, coi hai người còn dám bừa bãi nữa không. Cả lời thoại và động tác cũng rất giống mình ha. Nè, ngươi có việc nói với hoàng thượng đi. Ta thân là quốc cửu gia, dưới một người trên cái dạng người. Ta là hầu nhân bên cạnh hoàng thượng, muội muội của ta là ái phi của hoàng thượng. Cho dù đồn tới tai của hoàng thượng, ngươi nói hoàng thượng sẽ tin lời của ai đây? Tin lời của ái phi hay là tin lời của nhà ngươi? Phải đó. Huynh muội hai người kết bè làm bậy, nhất định sẽ bại lộ âm mưu. Tục ngữ nói rất hay, làm việc cho tốt, đâu sợ người đồn. Cho dù có đồn ra ngoài, cũng coi như hắn ăn nói bậy bạ, muốn đấu với ta còn kém xa. Không liên quan tới ta mà. Đừng có chọn nó. Đừng. Trời ơi, lại nhảy người ta coi hát vậy. Trời ơi, lý nào vậy chứ. Người đó. Quốc cửu gia, bình tĩnh lại đi mà, đừng có làm náo loạn ở chỗ này, không có được đâu. Dạ quốc cửu, chết đi. Phải đó, huynh muội hai người đều là đồ khốn kiếp.
hại nước hại dân sẽ bị quả báo. Phải đó, sẽ bị trời phạt. Trời ơi, coi hát thôi mà đâu cần phải khẩn trương như vậy. Phải đó, cần gì lớn tiếng chửi người ta. Mấy đứa coi quận chúa cũng nói như vậy rồi. Phải rồi, chạy chút đi. Tình lượng bảo này, rõ ràng chửi chó mắng mèo. Các người dám sau lưng phỉ báng ta, ta thề không bỏ qua như vậy. Các vị, ở đây là hậu đài, mọi người đừng có tùy tiện xông vào chứ. Mọi người hãy ra ngoài đi. Ngươi im miệng đi, đâu phải ta tìm ngươi đâu, ta tìm Lượng Bảo Ca. Chúng tôi muốn tìm Lượng Bảo Ca để ký tên mà. Tay trái của Lượng Bảo Ca mà cầm đầu, chân trái chân phải tay phải, giờ ký tên như vậy là cũng lạ thiệt đó. Đây gọi là ra đòn bất ngờ. Các bạn hâm mộ thân yêu, hôm nay Lượng Bảo Ca có chút không được khỏe, không thể gặp mọi người được, xin mọi người về cho. Giờ nãy giờ mới chịu nói, rõ ràng là làm giá mà. Còn đã dễ hơn cô nữa phải không? Cho chúng tôi gặp Lượng Bảo Ca đi. Lượng Bảo Ca thật sự không khỏe. Các fan hâm mộ à, hôm nay mọi người tụ tập ở đây mục đích là ủng hộ Lượng Bảo Ca. Nếu như chúng ta không tự gò mình, không khống chế bản thân, Lượng Bảo Ca biết được sẽ đau lòng biết mấy, sẽ buồn biết mấy. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến huynh ấy. Vì vậy là một fan hâm mộ có lý trí thì mọi người nên tự gò mình. Cũng có nghĩa là người phải nấu cơm thì về nhà nấu cơm, người có con thì về nhà coi con, tú bà của Hồng Nhi Diện thì về coi các cô nương của mình đi. Đi. Cũng may cô hiểu đại cuộc, chúng tôi về trước nha. Không về đâu, Lượng Bảo Ca. Lượng Bảo Ca. Hồi nãy cô nói cô về dĩ mà. Dĩ nhiên rồi, bọn họ không đi sẽ giành Lượng Bảo Ca của ta. Các tỷ muội tìm Lượng Bảo Ca ra đây cho ta. Lượng Bảo Ca. Ta chính là đương kim sa sang quận chúa. Nếu mà không tìm được Lượng Bảo Ca mang ra cho ta, ta sẽ lôi ông ra ngoài chém. Lượng Bảo Ca, các người biết Lượng Bảo Ca vừa mới đi nhà xí xong, vừa đi là mất tiêu, không thấy bóng dáng đâu hết. Không có, nhưng mà hôi quá. Lục tìm kiểu trải thảm của ta đi, lục tung trong ngoài thùng phân cũng không thấy bóng dáng Lượng Bảo Ca đâu hết. Ở đây có cái khăn lụa. Ý, màu vàng thấy ghê quá à. Nhưng mà không đúng, con nhận ra nó. Mà cũng nhận ra. Phải đó. Của ai hả? Lăng Công. Hả? Phải hả? Đương kim quốc cửu gia tại thượng, còn không mau tỉnh an quốc cửu gia đi. Tên kép hát nhà ngươi thật sự quá to gan, dám mượn cớ diễn tuồng, mục đích công khai mắng chửi bổn quốc cửu và quý phi nương nương, đúng là tội ác tày trời mà. Thì ra quốc cửu gia cảm thấy không được vui chỉ vì vở tuồng của Thảo Dân mà thôi. Tuồng Thảo Dân đã diễn chỉ là một câu chuyện lịch sử để mua vui cho mọi người, tuyệt đối không nhắm vào ai. Nếu quốc cửu gia đi thẳng hàng ngồi thẳng lối, không cần chuốc nhiều phiền toái như vậy. Khốn kiếp, người không có ý hối cải lại còn muốn dạy bổn quốc cửu, đắc tội với bổn quốc cửu, kết quả không có tốt đâu. Phải giết một, cảnh cáo 100, lôi ra ngoài chém. Không được chém. Tham kiến quận chúa, tham kiến cáo mệnh phu nhân. Trời ơi, thì ra cậu ấy thật sự ở đây. Các người tới đây làm gì? Làm người hòa giải. Lăng Công Công, thả Lượng Bảo Ca ra đi. Dạ được. Không được, hắn dám sỉ nhục bổn quốc cửu ta, ta đã hạ mệnh lệnh, nhất quyết phải chém. Nè, không được lạm dụng tư hình nha. Ở đây còn có dương pháp, không dung dông làm bậy đâu. Phải đó. Ta là quốc cửu, ta thích sao ta làm vậy. Ta là quận chúa, nói không được chém là không được chém. Sao? Sao hả? Nè, ông có thôi chứ vậy? Cãi xong rồi thì thả tôi ra đi chứ. Được, không hơi đâu cãi với ông, tìm Hoàng huynh lý luận. Đi thì đi. Ây da. Huynh muội hai người phải biết giữ mình, có biết chưa? Nếu không nhất định sẽ không bao giờ được kết quả tốt đâu. Đại ca. Trời ơi. Lần này bị ngươi làm cho tức chết đi. Được mà. Sao hả sao còn huynh? Bây giờ có mình phu nhân bôi mặt lên sân khấu diễn tuồng Lý Bạch ba lần chửi Dương Quốc Trung, huynh thấy thế nào? Trẫm thật sự không ngờ mỗi giờ có mình phu nhân lại có năng khiếu diễn tuồng hay như vậy. Khiến trẫm mở rộng tầm nhìn. Đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Hoàng thượng tuyệt đối đừng bị họ lừa gạt.
Giở tuần này họ muốn bôi nhọ Di thần và quý phi nương nương. Họ biết chúng thần là hồng nhân bên cạnh của hoàng thượng, họ bôi nhọ chúng thần chính là bôi nhọ hoàng thượng. Xin hoàng thượng định tội giở tuần này. Hoàng huynh à, đừng có nghe ông nói bậy nha. Ông nói bậy cái gì sao mà bôi nhọ? Được rồi, đừng có nóng nữa. Theo trẫm thấy giở tuần này chẳng qua chỉ là trung với lịch sử. Tên Quốc Cửu trong tuần thật sự là một tên gian thần. Phải đó, nghe thấy chưa, Quốc Cửu là tên gian thần. Hoàng thượng, Di thần không phục. Hoàng thượng nghe lời của quận chúa, khó trách người ta nói hoàng thượng không công bằng. Ông nói hoàng thượng không công bằng, ông thật to gan. Quốc Cửu à, Y Khanh muốn thế nào? Tốt nhất tìm ra người phân xử Di thần mới cam tâm được hoàng thượng. Vậy tìm ai? Quý phi nương nương. Hả? Nè, quý phi nương nương là muội muội của ông, chắc chắn sẽ bảo vệ cho ông. Công đạo tự ở trong lòng của hoàng thượng mà. Được rồi, kêu họ đem giở tuồng này diễn một lần nữa cho trẫm xem. Hả? Lại diễn? Vậy quý phi nương nương đến tham kiến hoàng thượng. Bình thân đi. Tạ hoàng thượng. Tham kiến quý phi nương nương. Quý phi nương nương, nương nương phải xử thật công bằng. À, chuyện này dĩ nhiên rồi. Có thể diễn. Hoàng đã, tôi biết ông sẽ tìm được người giúp đỡ. Ông thông minh, tôi cũng không có ngu. Tôi đã tìm được người giúp đỡ. Hả? Mũi tính tìm ai? Người này chắc chắn sẽ rất công bằng. Nhưng do vấn đề về thời gian, người đó đã đến đây rồi. Bảo phi nương nương đã. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến quận chúa, tham kiến quý phi nương nương. Thì ra là Bảo phi. Bình thân đi. Tạ hoàng thượng. Tham kiến Bảo phi nương nương. Miễn lễ. Bất知那处开始，静听风声看月儿，有谁知我心事？天真孩子，牵我手一牵。